Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Tới Mắt. Mình là Quỳnh và ngày hôm nay thì Quỳnh sẽ cùng với các bạn chúng ta mở hộp chiếc điện thoại Honor 10. Đầu tiên thì nói về cái chiếc hộp này thì các bạn cũng thấy rồi, đây là một cái chiếc hộp màu trắng và nhìn nó khá là đơn giản, chỉ có tên của sản phẩm mà thôi, không có hình của sản phẩm luôn. Ngoài ra thì ở trên chiếc hộp này chúng ta cũng sẽ có một số những cái họa tiết. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành mở hộp. Tất nhiên đây chính là chiếc điện thoại Honor 10 và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng để nó qua một bên. Trong chiếc hộp này thì chúng ta sẽ có đây một cái que chọc sim khá là dễ thương. Và ở trong này thì chúng ta sẽ có một cái củ sạc, và đây là củ sạc của Huawei. Và đây là cục sạc Supercharge, và cái output của nó có công suất lớn nhất là 5V và 4.5A. Ở đây thì chúng ta còn có một cái dây sạc với chuẩn Type-C. Xong rồi, chỉ có bao nhiêu đó thôi, và bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay lại với nhân vật chính của ngày hôm nay nhé. Và đây chính là Honor 10, nhân vật chính của chúng ta trong ngày hôm nay. Và bản mà mình đang cầm trên tay đó là màu đen. Hôm mà Honor 10 ra mắt tại Việt Nam thì chị Nhi cũng đã có một cái clip trên tay chiếc Honor 10 màu xanh rồi. Và hôm nay cầm chiếc Honor này trên tay thì mình thấy là tuy là cái mặt lưng nó không có được bóng bẩy và nó chuyển đổi màu ảo diệu từ màu tím qua màu xanh như là cái bản hôm trước chị Nhi cầm. Và màu đen này thì khi mà các bạn nghiêng nhiều góc độ thì nó cũng sẽ có những cái hiệu ứng chuyển màu, nhưng mà nó không có nhiều bằng cái bản màu xanh mà thôi. Và sau mặt lưng này thì chúng ta còn có thêm một cụm camera, bên này là đèn flash LED và một cái dòng chữ đó là AI camera, ở dưới này là thương hiệu Honor. Ở mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái màn hình với kích thước là 5.84 inch với tỷ lệ 19:9, và cái màn hình này thì nó sử dụng tấm nền IPS LCD có độ phân giải là Full HD Plus. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy chúng ta sẽ có thêm một cái tai thỏ. Mình biết là có rất là nhiều bạn anti fan tai thỏ, nhưng mà đối với chiếc điện thoại này thì các bạn có thể tắt cái tai thỏ này đi cũng không sao cả. Một điểm ở phần mặt trước mà mình đánh giá rất là cao ở chiếc Honor 10 này đó chính là cái cảm biến vân tay ở dưới này đây. Và đây là cái cảm biến vân tay siêu âm, một cái loại cảm biến vân tay rất ít nhà sản xuất dùng, bởi vì nó nằm rất là phẳng và chúng ta chỉ có những cái đường chấm chấm nhỏ nhỏ để mà chúng ta biết được là cần đặt cái vân tay của mình ở đâu. Và cái cảm biến vân tay này thì mình cũng đã thử rồi, nó cực kỳ nhanh luôn, chỉ cần chấm vào thôi là màn hình nó sẽ mở ra được liền. Về cấu hình thì chiếc Honor 10 này sở hữu con chip Kirin 970, RAM là 4GB và bộ nhớ trong là 128GB. Và phải nói là đây là một cái cấu hình rất là khủng ở trong cái mức giá dưới 10 triệu. Bên cạnh đó thì Honor 10 chạy trên hệ điều hành EMUI 8.1 dựa trên nền tảng Android 8.1 luôn. Và chiếc điện thoại này còn được tích hợp tính năng nhận diện khuôn mặt nữa, và mình cũng đã thử rồi. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về camera của Honor 10. Và đây cũng chính là một trong những điểm mà Honor rất chú trọng. Chúng ta sẽ có một cái cụm camera gồm hai ống kính, một ống kính màu với độ phân giải là 16 megapixel và khẩu độ là f/1.8, và một ống kính trắng đen với độ phân giải là 24 megapixel. Qua những cái bức ảnh đầu tiên mà mình chụp bằng cái camera của Honor 10 này thì cái cảm nhận ban đầu của mình là những bức ảnh của nó thì có độ chi tiết rất là tốt, độ nhìn sáng cũng rất là ổn và cái màu sắc của nó cũng khá là chân thực. Và ở cái phần camera sau này thì Honor cũng có tích hợp cho chúng ta một cái tính năng đó là AI camera, và đây chính là cái thứ mà Honor muốn nhấn mạnh. Và khi mà các bạn sử dụng cái AI camera này thì cái camera của Honor nó sẽ nhận diện những cái cảnh chụp khác nhau và đưa ra những cái thuật toán xử lý khác nhau, từ đó thì sẽ cho ra những cái bức ảnh đẹp hơn. Còn một cái tính năng ở camera sau của Honor 10 mà mình muốn chia sẻ với các bạn nữa đó chính là tính năng xóa phông. Và mình thấy là cái xóa phông này Honor 10 làm rất là khéo. Và ở camera selfie thì chúng ta sẽ có một camera đơn với độ phân giải là 24 megapixel. Và mình thấy cái camera selfie này nó cũng chụp rất là tốt. Và tuy là chỉ có một cái camera mà thôi, nhưng chúng ta vẫn có cái chế độ xóa phông. Tuy là nó không có khéo bằng cái xóa phông của camera sau, nhưng mà mình thấy như vậy cũng chấp nhận được. Ngoài ra thì Honor 10 còn có một cái viên pin với dung lượng là 3400 mAh. Thực ra đây cũng không phải là một cái dung lượng quá cao, nhưng mà mình nghĩ đây cũng là một cái dung lượng đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng trong vòng một ngày của chúng ta rồi. Và cuối cùng thì Honor 10 sẽ được bán ra ở Việt Nam với hai màu, một là màu đen mình đang cầm trên tay đây, và hai là màu xanh hôm trước chị Nhi đã chơi tay rồi, với giá bán là 9.990.000 đồng. Ngoài ra thì Honor sẽ còn tổ chức cho khách hàng một cái chương trình quà tặng nữa khi mà các bạn đăng ký mua hàng tại Tiki và các hệ thống bán lẻ của Honor vào 16 giờ ngày 23 tháng 5 cho đến hết ngày 1 tháng 6 năm 2018, thì các bạn sẽ được nhận một cái bộ quà tặng với giá trị là hơn 3
3.990.000 đồng. Và bước qua ngày 2 tháng 6 năm 2018 thì Honor sẽ chính thức bán chiếc Honor 10 này trên tất cả các kênh bán hàng online lẫn offline của Honor luôn. Xong rồi, đó là tất cả những cái cảm nhận đầu tiên của mình khi mà mở hộp cái chiếc điện thoại này và những cái thông tin về quà tặng của Honor mà mình muốn gửi tới các bạn. Các bạn nghĩ gì về chiếc điện thoại này và các bạn sẽ mua em này chứ? Hãy để lại comment cùng thảo luận với Techmart nhé. Còn bây giờ thì Như Quỳnh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của Techmart.